Xin chào các bạn, có rất nhiều bạn nhắn tin hỏi thuận hay là để lại comment về việc liên quan tới Yield farming liên quan đến những cái ứng dụng DeFi hỏi thuận là làm sao để có thể tham gia vào Yield farming hay là làm sao để mà có thể tham gia vào những cái ứng dụng DeFi để có được cái lợi nhuận mà các bạn thấy nhiều bài báo đăng cái lợi nhuận rất là cao nhưng mà trước khi mà thùng làm một cái video để mà chia sẻ với các bạn làm sao để chúng ta có thể là tham gia vào những cái dùng DeFi thì trước hết các bạn cần phải có một cái ví đó chính là cái ví MetaMask cho nên ngày hôm nay thùng muốn dành cái video này để mà chia sẻ với các bạn làm sao để các bạn có thể tải và sử dụng cái ví MetaMask thì trước hết là các bạn muốn tham gia vào những cái ứng dụng như là Jones.finance Thì các bạn cần phải có cái ví Metamask này Thì các bạn đầu tiên hãy vào trang web Metamask.io Các bạn có thể Google có những link khác nhau Nhưng mà các bạn cần phải ý là cái link chính thức là Metamask.io Tại vì trên mạng bây giờ có rất nhiều những cái link giả Các bạn hãy cẩn thận để mà tránh bị bấm vào một cái link giả mạo Thì Metamask.io trang web sẽ nhìn giống như vậy Thì các bạn hãy bấm vào download khi mà các bạn bấm vào download thì bạn sẽ thấy được cái trang kế tiếp thì cái trang này sẽ cho các bạn thấy được là các bạn có thể download vào Chrome, iOS, này, Android nhưng mà trước khi mà chúng ta đi vào thêm chi tiết thì cũng như thường lệ tất cả chỉ vì mục đích thông tin và không được xem là lời khuyên đầu tư và nếu như mà các bạn thích cái video này hay là các bạn thích những cái video tương tự các bạn đừng quên nhấn cái nút like và đăng ký vào kênh để giúp kênh được tiếp tục phát triển thì trở lại các bạn thấy là sau khi mà các bạn bấm vào download thì các bạn có ba lựa chọn là lựa chọn là download và cái uh, chương trình duyệt chrome vào ios và android thì các bạn thấy được là ios và android là hai cái mà cũng là khá mới tại vì trước đây các bạn thấy là metamask chỉ hỗ trợ máy vi tính và bây giờ đã có một cái beta là các bạn có thể sử dụng bằng điện thoại nhưng mà thôi thì không có khuyến khích nhưng mà nào mà sử dụng bằng điện thoại hiện bây giờ tại vì sao tại vì các bạn sẽ thấy được là đây là một cái beta họ đang thử nghiệm cho nên những cái vấn đề liên quan tới những cái ví thì thường phải chờ còn họ thử nghiệm một thời gian những người mà đã sử dụng đầu tiên không có vấn đề gì thì lúc đó thường mới tham gia để mà sử dụng cho nên bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục tải cái ứng dụng này vào trong chương trình chrome mà cách là bấm vào chrome sau đó bấm vào install metamask for chrome sau khi các bạn bấm vào install MetaMask for Chrome thì các bạn tới cái trang kế tiếp Các bạn sẽ bấm vào Add to Chrome để có thể add vào cái extension Giống như là những cái extension khác mà các bạn sử dụng trên cái mạng lưới Chrome Thì các bạn sau khi bấm vào Add to Chrome thì các bạn sẽ thấy được là các bạn có một cái lựa chọn là Add Extension Thì bấm vào Add Extension Sau đó các bạn sẽ thấy là các bạn đã tải cái ứng dụng này vào trong cái extension của Chrome thì các bạn bấm get started thì mình sẽ thấy cái màn hình tương tự đây là màn hình mà có hình cái đầu của một con sói và để là welcome to MetaMask các bạn bấm get started để bắt đầu thì khi mà bấm get started các bạn sẽ thấy là cái trang kế tiếp thì cái trang này sẽ có hai lựa chọn lựa chọn đầu tiên là nếu như mà các bạn đã có 12 ký tự như là trước đây các bạn đã từng sử dụng cái ví metamask này thì các bạn có thể dùng 12 ký tự đó để mà hồi phục lại hay là các bạn muốn tạo một cái ví mới thì các bạn bấm vào create new wallet sẽ cho các bạn là tạo cái ví mới thì bấm vào create a wallet các bạn sẽ thấy là cái trang kế tiếp sẽ cho các bạn thấy một số những thông tin này thì các bạn bấm agree các bạn bấm agree là các bạn đồng ý để cho Metamask thu thập những cái dữ liệu giống như là giả sử như các bạn bị trục chặt gì đó, bị lỗi gì đó hay là IP của các bạn là gì thì Metamask có thể truy cập được các bạn bấm agree sau khi bấm agree thì bạn thấy là cái trang kế tiếp là cái trang là các bạn tạo mật mã cái mật mã này khác với 12 ký tự một lát nữa các bạn sẽ có cái phần để mà các bạn lưu lại 12 ký tự 12 ký tự đó là quan trọng nhất à, tại vì các bạn có thể đi bất cứ một cái máy vi tính nào các bạn chỉ cần có 12 ký tự là sẽ hồi phục lại cái ví MetaMask được cái mật mã này là chỉ cho cái máy vi tính chỉ cho cái chương trình Chrome mà các bạn đang sử dụng hiện tại mà thôi thì các bạn hãy tạo một cái mật mã mới càng nhiều càng tốt càng phức tạp càng tốt và sau đó các bạn chọn cái mật mã mới xong các bạn bấm là một lần nữa phía dưới này sau đó các bạn bấm vào I have read and agree to the term of use sau đó các bạn bấm vào create để các bạn tạo cái chương mục mới trên MetaMask sau đó các bạn thấy là cái trang kế tiếp đây là cái trang quan trọng nhất và cái trang này là cái trang mà cho các bạn lưu lại 12 ký tự lỡ như mà các bạn sử dụng một cái máy vi tính mới các bạn bị mất cái máy vi tính hiện tại thì chỉ cần có 12 ký tự này các bạn có thể hồi phục lại cái ví của mình và cái số tiền nằm trong đó thì các bạn hãy bấm vào cái hình mà có công khóa này thì các bạn sẽ thấy có 12 ký tự 12 ký tự này các bạn hãy lưu xuống dùng tờ giấy để mà viết xuống chứ không nên chụp hình lại không nên screenshot lại không nên lưu lại trên bất cứ một cái mạng lưới nào hay là máy vi tính nào hay là trên điện thoại nào các bạn cần phải lấy cái tờ giấy ra lấy cái viết và viết xuống tại vì đây là 12 ký tự mà ai có sẽ có thể lấy được tiền của các bạn các bạn cần phải viết xuống để không có lưu lại bất cứ phiên bản nào ở trên cái máy vi tính hay là ở trên bất cứ một cái điện thoại nào sau đó các bạn phải cất và giữ kỹ 12 ký tự đó nhưng mà nào mà sử dụng những cái ví chữ lạnh như là ledger hay là trezor thì cũng đã biết những cái ký tự là quan trọng đến cỡ nào sau khi các bạn đã viết xuống xong thì cái màn hình kế tiếp họ sẽ kêu các bạn là bây giờ là các bạn hãy để 12 ký tự này 12 cái tự mà các bạn mới vừa viết xuống để lại theo thứ tự sau đó các bạn bấm kế tiếp thì các bạn sẽ tới cái trang mà kế tiếp này các bạn thấy được là cái trang này cho các bạn thấy là các bạn đã thành công chúc mừng các bạn congratulations các bạn bấm all done con như này đã thành công để mà tạo cái ví metamask này à, sau đó các bạn sẽ thấy được cái ví metamask này là nằm ở trên cái chương trình duyệt chrome như là các bạn thấy ở trên màn hình nếu như mà không có cái hình này thì các bạn bấm vào ba cái dấu chấm các bạn bấm vào extension các bạn sẽ thấy được là có cái hình đầu của con sói đó chính là MetaMask và đây là chương mục của các bạn các bạn thấy là sử dụng thì cũng rất là tương tự khi mà các bạn đã tới được đây thì các bạn thấy là sử dụng thì cũng rất là tương tự như là các bạn sử dụng những cái ví như là My Ether Wallet các bạn thấy được là khi các bạn bấm vào cái nút buy có nghĩa là mua thì bây giờ là thủng mới vừa tạo cái ví này cho nên các bạn thấy là không có đồng Ether nào hết nhưng mà khi mà các bạn bấm cái nút buy mua thì các bạn sẽ có ba cái sự lựa chọn bấm vào nút buy các bạn có thể thấy được là các bạn có thể là bấm vào view account nếu như các bạn đã có đồng Ethereum từ một cái ví khác các bạn có thể bấm vào view account sau đó các bạn sẽ có cái mã QR code cũng như là cái địa chỉ ví để gửi uh, tiền từ một cái ví khác vào trong cái ví MetaMask này hay là các bạn có thể mua in đồng Ethereum bằng cách là mua trực tiếp thông qua wire hay là các bạn có thể sử dụng coin switch đây là một cái ứng dụng mà cô đã biết là cho các bạn trao đổi đồng này và đồng kia giả sử như các bạn bây giờ chỉ có đồng bitcoin mà các bạn muốn có được đồng Ethereum đưa vô trong ví MetaMask thì các bạn bấm vào continue with Conswitch và các bạn sử dụng Conswitch như là bình thường để mà gửi đồng bitcoin vào để đổi ra đồng Ethereum. Nhưng mà cách đơn giản nhất là những bạn nào mà đã có Ethereum thì chỉ cần gửi Ethereum tới cái ví này bằng cách ta bấm vào view account. Khi mà bấm vào view account các bạn thấy được là cũng tương tự như là những cái ví khác các bạn thấy là có cái mã QR code. Đây là cái địa chỉ ví của MetaMask của các bạn và phía dưới này đây là cái địa chỉ uh, của các bạn. Và những mà nào mà sử dụng cái ví chữ lạnh thì các bạn hoàn toàn có thể kết hợp MetaMask với ví chữ lạnh của các bạn. Các bạn có thể kết hợp bằng cách là bấm vào cái hình tròn ở phía trên này. Sau đó bấm vào Connect Hardware Wallet. Sau đó các bạn sẽ có hai lựa chọn đó chính là Ledger và Trezor. Các bạn lựa chọn vào cái ví chữ lạnh nào mà các bạn có, sau đó bấm Connect. Sau đó thì các bạn cứ theo từng bước như là các bạn sử dụng trên My Ether Wallet không gì khác hết và các bạn coi như cũng đã có được một cái ví MetaMask và đây là những cái thông tin căn bản làm sao để các bạn có thể nạp tiền vào cái ví MetaMask gửi tiền thì cũng tương tự các bạn thấy được là gửi tiền thì các bạn có cái chữ send bấm vào chữ send thì các bạn có thể gửi tiền được và cái video kế tiếp thường sẽ chia sẻ đó chính là liên quan tới làm sao để mà sử dụng những cái ứng dụng như là ứng dụng Zen Finance để các bạn có thể yield form để các bạn có thể có được những cái lợi nhuận mà người ta nói tới trên những trang web hiện bây giờ và thường hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong cái video ngày hôm nay nếu như mà các bạn muốn theo dõi Thuần Capital trên những cái mạng xã hội thì các bạn có thể theo dõi bằng cách là bấm vào cái link ở phía dưới video này. Các bạn sẽ tìm thấy những cái thông tin như là thông tin về Telegram, Facebook hay là Twitter. Hay là nếu như bạn là một trader thì trước khi mà các bạn tham gia vào một sàn giao dịch nào thì các bạn hãy bấm vào cái link ở phía dưới video này để tìm thấy những ưu đãi dành riêng cho cộng đồng của Thuần Capital như là các bạn có thể tham gia vào sàn MarginFX tham gia thông qua liên thuận capital các bạn có thể điền đơn để được vào nhóm nhận hỗ trợ cũng như là các tín hiệu trade miễn phí hay là các bạn có thể tham gia vào sàn binance tham gia thông qua liên thuận capital các bạn sẽ được hưởng 20% phí giao dịch giảm mãi mãi và những sàn khác như là sàn margin bybit sàn coinbase sàn remitano và ứng dụng blockfi đương nhiên tham gia vào trading crypto thì sẽ có rất nhiều nguy hiểm cho nên không phù hợp vì bạn nào mà không chấp nhận nguy hiểm cao cũng như là những bạn nào mà tham gia vào trading margin thì nguy hiểm lại càng cao hơn cho nên các bạn cần phải suy nghĩ kỹ trước khi mà tham gia. Bà Thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong cái video kế tiếp. Tạm biệt các bạn.